Hello anh em. Anh em thấy mình ngắm cái con gì chưa? 750D. Thì tuy nhiên em biết là anh em cũng hỏi mình nhiều lắm. Hôm nay có cơ duyên học trò mình mới vô học và xài máy này luôn. Rất là kịch tính anh em ạ. Mình đang nghiên cứu chơi để sẵn và đánh giá cho anh em luôn. Thì mình thấy cái con này á, bản năng mình thì mình cũng là một người mới à, mình chia sẻ nó là mình là người chụp hình, mình làm dịch vụ và mình cũng là người tiêu dùng như anh em luôn. Nhưng mà đôi khi mình làm dịch vụ thì mình nhu cầu của mình cao một chút, mình mua những máy khác thì những cái máy này mình lại không cầm qua. Và hôm nay được diện kiến nó, mình cũng thấy là bản năng mình, bây giờ mình đặt trường hợp mình là một người newbie như anh em thì mình cũng hài lòng với nó. Nhưng mà nói thôi anh em ơi, để mình test coi đã, thì đánh giá coi đã. Thì bây giờ mình á thấy cái máy này, thứ nhất là hắn có nhiều cái chức năng cũng hay lắm mà anh em có thể nói trong video này thì mình đánh giá nó, nhưng mà mình nói sơ một chút rồi anh em sẽ coi tiếp những video sau nữa cơ. Mình sẽ nói hắn một vài cái mẹo nữa và những cái kinh nghiệm xử lý luôn cho anh em luôn. Nếu anh em thật cảm thấy video hay và anh em quan tâm và đặc biệt anh em yêu quý mình nữa, anh em nhớ ủng hộ mình nha anh em. Rồi thôi, để mình giới thiệu cho anh em một chút thì mình cảm nhận cái máy này đã ha. Mình cầm vân thấy là nó có cái phần là ở trên bàn phím trên máy, thì để mà anh em rõ hơn á thì phần sau đã anh em coi, vì mình nghĩ là vậy. Bây giờ từ từ đã. Ở trên này nó có nút AF và nút chụp nhiều tấm, quay ba lăng và nút chỉnh OV, và có cái quay ba lăng shift, và cách chỉnh của nó cũng là rất là dễ thương, rất là nhanh. Giờ phần còn lại nếu mình quan tâm, mình là bây giờ mình nói là mình là newbie nhưng mà anh em luôn, thì mình quan tâm là mình chụp chân dung, mình cần cái da tốt, cái màu tốt với cái máy này và cái lens anh em hay gọi là cổ bắp nó gì đó, thì mình nghĩ là lens 50 mình từng giới thiệu anh em về cái lens này rồi. Thì mình đã xác định mình chụp là chân dung chơi mà, du lịch gia đình thôi, thì mình mua lens này mình chụp. Nhưng mà mình hoang mang là không biết là nó chụp tốt hay không, thì hôm nay mình mới test thử, mình đánh giá thử cái máy này. Bây giờ anh em coi mình chụp trong trong nhà trước tấm đó chứ nha. Bây giờ mình chỉnh thử là ISO lên từ 800 đi, thì tại mình đang quay phim trong nhà cho nên mình chụp trong nhà chơi luôn. Rồi mình để khẩu 3.2 đi, tốc độ mình để chừng 160 đi. Rồi bây giờ anh em để về một chút khi mình làm video này thì mình ở nhà có một mình à, nhưng mà có một người chủ nhân máy này vô chụp cho mình luôn, cũng chính là học trò mới học của mình luôn. Mời em vô chào anh khán giả coi. Hello anh Chào em. mọi người, mình là học trò mới của thầy Thái và hôm nay mình sẽ làm nhiếp ảnh gia cho thầy Thái để giới thiệu cái máy 750 này với mọi người nha. Rồi anh em đã nghe rõ chưa, học trò mình nói là hôm nay giúp mình đánh giá cái máy này thì chụp giùm mình đó. Học trò mình sẽ làm giúp anh gia chụp mình nhanh em. Bây giờ chờ thử nha, coi coi cho coi nhận rớt, coi đẹp trai chưa, coi ánh sáng tốt chưa, đã coi hình tốt chưa, đẹp chưa. Hồi tối thì giảm tốc độ xuống, coi lại ok chưa. Rồi diễn vài tấm nữa đi, vài tấm nữa anh em coi luôn. Chụp về Hàn Quốc đi ha, anh em đợi xíu mình bỏ này ra chụp Hàn Quốc luôn, thử thử luôn mà mình chơi thử luôn, chụp ba nữ người thầy. Ok, có thể coi đấy con. Anh em đợi mình xíu nha, mình tại vì mình coi trong nhà trước chụp không có đèn. Bút nhìn sơ là biết ok, mới học mà mày chụp về ok rồi, ngon ngon nét cái chứ, nét lắm rồi. Để rõ hơn á, là mình phải chụp ở ngoài trời vài cái tấm anh em ạ, để biết luôn ha. Bây giờ anh em ra ngoài trời chụp xong đó mình về bỏ vào máy tính mình zoom lên anh em coi cùng mình nhé, để cùng mình trải nghiệm có nên mua xài hay không. Và anh em nào lỡ mua xài rồi và anh em thấy cái video này hay, ảnh chất lượng tốt, thì anh em đăng ký vào kênh của mình và subscribe kênh của mình và like cái video của mình để cho mọi người tất cả những anh em xài cùng mình, họ cùng biết cùng mình luôn, để cho anh em đôi khi kênh của mình nó bị hạn hẹp quá thì nhờ anh em chia sẻ cho những người đó, mình cùng nhau hay trải lòng nha anh em. Giờ anh em đi ra ngoài cảnh với mình chụp vài tấm cho vui ha. Bạn, hôm nay mình sẽ cùng với con 750D này sẽ chụp thử cho thầy Thái ngoài trời. Hôm nay nắng rất đẹp luôn á. Anh em coi nha. Mấy bạn coi cùng mình với mình coi nha. Ok, để luôn, để luôn.
tính coi thôi. Nói đi, nói luôn. Cái dây này nè, dây này nè. Mới chụp xong. Rồi anh em sẽ được vào máy tính coi những cái bức ảnh đẹp nhất, mình sẽ zoom ra cho anh em coi nét. Bye bye. Rồi để mình nối tiếp cái lời học trò mình nói, mình mở vào máy tính thì mình zoom lên cho anh em coi. Thì đây là máy 750D. Đây anh em coi pha đi. Ngoài cảnh ngoài trời. Đấy, anh em coi qua màn hình không biết là có nét hay không. Chứ mình nhìn ở đây là thực tế là mình thấy rất là nét. Và mình chụp mở khẩu mà, mình chụp mở khẩu xóa phông mà. Đây, tóc ta nó còn mất mũi nét, ok. Rồi giờ mình coi thêm một tấm hình trong phòng nữa đi ha. Đại tấm này đi. Rồi tấm này. Đây, trong phòng với ISO là 800. Mình có thể, anh em có thể tải cái hình này về dưới cái link nha, dưới phần mô tả đó để anh em trải nghiệm luôn. Anh em biết nếu mà lỡ có ý định có mua xài hay không nữa. Anh em coi luôn ha, coi thêm tấm nào nó đẹp trai không. Rồi giờ mình sẽ lô thử, thì ở đây mình sẽ lô VariBest. Có một tấm là mình đã lô ra mình làm da thử. Cái tấm hình trong phòng là 800 này, ISO 800 là tấm này này. Rồi tấm này mình lô thử, mình làm màu coi. Thì mình làm sẵn đây rồi để cho khỏi mất thời gian anh em. Mình làm thử để mình lỡ mua cái band nữa nó như thế nào. Anh em coi con này. Đây anh này đây, thì mình đã thử nó. Mình đã ban nó cái màu cái này cho anh em coi. Mình cũng tới thử luôn khi mà ban nó up được tốt hay không. Đây mình tắt cái ảnh này cho. Đây là ảnh gốc này. Đó, ảnh gốc. Mình ban vô cái màu mình coi. Mình làm da coi luôn. Đó làm da. Ok. Rồi để mình lấy một tấm hình ngoại cảnh mình lô ra cho anh em coi luôn đi ha. Rồi ví dụ hình ribet. Hình ribet đại cái tấm mặt ngu luôn rồi, tấm này đi ha. Ok, cái này cũng được cho luôn. Đây, đây là tấm hình ribet chụp với ISO 400-200.000 rồi ta. Lúc chụp không nhớ. Anh em cứ kiểm tra rồi mình chứ không đem không được. Còn mình coi info coi ISO nó đâu rồi, ISO 200 luôn. Tấm này nó nói giống nhau. Ok, bây giờ mình chỉnh thử lên có màu đẹp không nhé. Làm sáng đi các coi. Sáng ảnh lên. Ôi. Sáng lên. Rồi. Để trải nghiệm cùng anh em. Thì mình thấy đây với cái chiếc ảnh này thì theo bản thân mình. Mình cũng nói trong video mình. Đặc hợp mình là người newbie giống anh em. Thì mình biết kiểm tra hình mà mình biết chỉnh màu chút xíu giờ thì mình mua được. Mình cảm thấy ok, máy này ok. Anh em ạ. Rồi mình nghĩ phần sau mà anh em có yêu thích video này luôn á, anh em có muốn chia sẻ thêm những gì đó thì anh em coi theo dõi video sau nha. Anh em nhớ đăng ký subscribe vào kênh của mình và like và share và để lại cái cảm nhận cho anh em, cho mình hiểu cái cách mình chia sẻ như vậy có thực tế hay không. Bản thân mình thì mình anh em coi video mà ngoài trời anh em thấy đó, mình có hai thầy trò thôi. Mình cũng không có mẫu được nhiều đẹp gái để cho các anh em coi gì. Ha. Mình đánh giá cái máy thì mình cần vậy thôi, mình cần màu sắc và cái da như vậy là mình thấy ok rồi, chứ mình không có cần nhiều. Còn cái nào anh em đi chụp thực tế thì nó khác. Anh em muốn kiếm người mẫu đẹp đây thì mình thấy là ok, màu sắc rồi cây xanh rồi áo quần như vậy là cũng ok, không có gì nữa. Rồi đến đây là thì mình nghĩ là anh em đã rõ rồi, anh em đã rõ được cái máy chiếc ảnh này rồi. Còn phần sau thì mình chia sẻ thêm anh em cái cách set màu nha hả. Anh em quan tâm là anh em nhớ nha. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn anh em làm video sau nha anh em. Nghĩ là anh em đã rõ rồi, anh em đã rõ được cái máy chiếc ảnh này rồi. Còn phần sau thì mình chia sẻ thêm anh em cái cách set màu nha hả. Anh em quan tâm là anh em nhớ nha. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn anh em làm video sau nha anh em.